Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình Just Nga, cuộc sống ở Nhật Bản. Tết của mọi người như thế nào rồi? Có đi chơi được nhiều nơi, nhận được nhiều tiền lì xì hay là ăn được nhiều bánh chưng chưa? Video này mình sẽ làm về Tết của mình ở Nhật Bản nhé. Cái Tết thứ hai của mình ở Nhật Bản. Video này mình quay vào hôm mùng 2 Tết. Mình đi một ngôi chùa Việt Nam ở Nhật Bản. Thường là ở Việt Nam mình cũng hay đi chùa, thế nên là khi mà sang Nhật Bản thì mình cũng tìm hiểu các thông tin trên mạng và thấy ở gần nơi mình sống có một ngôi chùa Việt Nam tên là Phước Huệ Aichi. Ở ngôi chùa này thì thường hay tổ chức các khóa tu an lạc, rồi tổ chức ăn cơm chay cũng như là mời các vị thiền sư về để thuyết pháp ấy. Nên là mình cũng tham gia vào ở đây một vài buổi và thấy rất là bổ ích. Tết năm ngoái thì mình cũng tham gia ngày đầu năm mới ở chùa và năm nay thì cũng như thế. Mặc dù là đường từ nhà mình lên chùa thì khá là xa và mình phải bắt tàu đi lại, cũng phải chuyển tàu rất là nhiều, hơi vất vả một chút, nhưng mà đầu xuân năm mới thì ở bên này cũng không có ăn Tết như ở Việt Nam, cũng không có không khí như ở Việt Nam ấy, nên là việc mình đi tìm các cái chùa như thế này để tham gia vào những cái lễ hội do người Việt tổ chức thì mình cảm thấy là mình có được cái sự gần gũi với cả quê hương hơn. Rồi là cũng bớt nhớ nhà hơn một chút, vì mấy cái ngày Tết như thế này mà ai đi làm xa hay ở nước ngoài thì mới thấu hiểu được cái cảm giác là không được về quê ăn Tết nó buồn như thế nào. Năm ngoái thì mình không có buồn lắm đâu, mà năm nay buồn ơi là buồn ấy. Chúc mừng năm mới. Căn bản là chùa sẽ có một trang fanpage trên Facebook, và trên đó thì đăng tải các hình ảnh các khóa tu cũng như là các thông tin về các buổi lễ. Và khi mà mình muốn tham gia thì mình sẽ đăng ký ở trên cái đường link ở trên đấy và đi đến bắt tàu đến ga gần nhất. Sau đó thì nhà chùa sẽ sắp xếp ô tô đưa đón mình vào tận chùa và đưa mình về luôn. Thế thì mình thấy chùa này mời được rất là nhiều vị thiền sư có tiếng, và mình đã có duyên một lần được gặp sư thầy Minh Niệm ở đây. Bạn nào sang Nhật mà muốn tìm các cơ sở văn hóa như thế này để tu tập thì mình nghĩ là các bạn có thể search ở trên Facebook tên chùa Việt Nam gần nhất ở nơi bạn sống thì mình nghĩ là sẽ có. Và những cái ngày lễ Tết như thế này thì có một địa điểm tâm linh mà nhất là của Việt Nam mình, để người Việt Nam chúng ta tụ tập, cũng không phải là tụ tập mà là địa điểm để mọi người đến tìm về những cái nét truyền thống văn hóa của Việt Nam, thì mình nghĩ là điều này rất là ý nghĩa luôn. Mình đã tham gia một vài khóa tu ở chùa và mình thấy là các hoạt động ở đây thì được tổ chức rất là nghiêm túc và có quy củ. Mọi người đều được phát áo tràng cho mặc, rồi là chuẩn bị bữa cơm chay, ăn cơm chay, rồi tham gia các hoạt động như các khóa lễ dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của sư cô và rất là nghiêm túc. Tết đến xuân về thì các Phật tử trong chùa cũng trang trí cho chùa mang không khí giống như Tết ở Việt Nam vậy. Mình cũng tranh thủ check in vài kiểu ảnh, sau đó thì đi vào ngồi nghe thầy giảng pháp đầu năm. Nghe giảng pháp xong thì người ở trong chánh điện cũng vãn đi và mình đi vào trong chánh điện để lạy Phật, mong cho một năm mới sức khỏe, bình an cho tất cả mọi người xung quanh mình, gia đình và những người mình quan tâm. Sau đó thì mình ra xếp hàng để ăn cơm chay.
Cơm chay ở chùa thì rất là ngon nha mọi người. Đây có bún bò Huế chay này, rồi là bánh trưng rán này. Bún bò Huế thì chay thì được làm hoàn toàn bằng các nguyên liệu chay này, rồi chè này, rồi bánh bột lọc này, đó, thì, rau sống nữa, ăn rất là ngon luôn. Ăn xong thì sẽ tự đi dọn đồ của mình nhé. Vlog của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, vạn sự như ý, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và đặc biệt là luôn có sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn của mình nhé. Arigato gozaimashita. Chúc mừng năm mới.